Với chiếc mũ ngày hôm nay thì các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm một chiếc kim khâu len. Và que sẽ là que số 6. Các bạn móc một hàng móc xích bằng 41 mũi móc xích. Mình móc một ví dụ như vậy, đây chính là một hàng móc xích dài 41 mũi. Và mình sẽ chừa qua một chân đầu tiên. Mình sẽ chừa qua chân thứ 41 này và mình sẽ móc từ chân thứ 40 trở đi. Các bạn cũng có thể móc ở mặt trước của mũi. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ móc vào lưng của mũi. Hơi khó móc một chút thế nhưng mà nhìn sẽ đẹp hơn. Các bạn chừa qua một chân và các bạn móc từ chân thứ hai trở đi. Mình sử dụng mũi móc đơn ở chiếc mũ ngày hôm nay. Các bạn móc lần lượt cho tới hết hàng. Mỗi một chân mũi, các bạn móc một mũi móc đơn. Nếu như mà 41 mũi móc xích này các bạn cảm thấy như là nhỏ so với mũ bình thường của các bạn thì các bạn có thể tăng thêm số mũi là 45 hoặc là 43 mũi. Kết thúc một hàng móc và để bắt đầu một hàng móc mới, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay mặt. Và ở chiếc mũ ngày hôm nay mình sẽ sử dụng mũi đơn và mình sẽ móc vào mặt sau của mũi móc. Các bạn nhìn nhé, đây mình sẽ móc vào mặt sau.
Các bạn cứ móc lần được như vậy cho tới hết hàng. Và khi mà kết thúc một hàng móc thì các bạn sẽ móc một hàng mũi móc xích. Sau đó các bạn xoay mặt len và bắt đầu một hàng móc mới. Lấy một mũi móc xích, sau đó sẽ xoay mặt len. Đây chính là mặt của sản phẩm. Kết thúc một hàng, các bạn sẽ lấy một mũi móc xích, sau đó xoay. Các bạn cứ móc lần lượt như vậy cho tới khi mà các bạn được một chiều rộng vừa ý. Các bạn cũng có thể đo. Ở đây thì mình móc 42 cm. Phần này thì sẽ là 16. Và sau đó thì mình sẽ tiến hành khâu. Mình sẽ móc thêm móc thêm cho hết hàng này. Và sau đó thì mình sẽ tiến hành khâu. Các bạn có thể đo, hoặc là các bạn có thể đo bằng dây như thế này, hoặc là các bạn có thể ướm vào đầu các bạn. Sau đó thì mình sẽ khâu. Mình sẽ xuyên kim. Các bạn nhìn nhá, ở đây có những phần gờ mũi, phần gờ của hàng móc. Đây. Mình sẽ móc vào đây. Mình sẽ xuyên
kim vào chân của những hàng móc có gò nổi lên thế này. Mình sẽ khâu phần chóp trước. Mình sẽ khâu phần chóp này trước. Sau đó thì mình sẽ khâu giáp hai mép thân vào với nhau sau. Sau đó thì mình sẽ rút. Các bạn không cần thiết là phải rút quá chặt. Mình sẽ nối vào mặt một mặt khác của chiếc mũ, sau đó thì mình sẽ zip. Và ở đây mình sẽ móc thêm, mình sẽ khâu thêm ở trên đỉnh.
Vậy là mình đã xong phần chóp. Bây giờ mình sẽ khâu. Mình sẽ nối hai bên sườn của chữ mũ này vào. Các bạn xuyên kim qua cả hai sợi dây. Sau đó các bạn sẽ khâu vào với nhau.
Vậy là mình đã khâu xong. Sau đó các bạn có thể sửa khâu thêm ở để giấu phần đầu nen này vào. Và sau đó mình sẽ lộn. Như vậy là mình đã hoàn thành. Nếu như mà các bạn sử dụng nen sợi to hơn thì các bạn sẽ nhìn rõ mặt của sản phẩm có hình như thế này. Còn ở đây thì mình sử dụng nen bình thường. Chúc các bạn thành công.